rau trước. Rồi. Rồi, hôm nay mình sẽ cho cún con ăn thịt xay với cả vịt lộn. Vịt lộn này thì khi cún lớn rồi, nhất là khi mà mình tiêm phòng rồi cho ăn thì nó mới đảm bảo. Mình trộn cho cún như thế này, lặng lặng như thế này, đừng có đặc quá, cún nó sẽ khó ăn. Trứng vịt lộn với cả thịt xay thì rất là ngon, cún rất là thích ăn. Này mà bây giờ mà được ăn cá là thường lắm á. Thời kỳ này là cú nam rất là khỏe nhưng lớn. Này mình cho ăn ngày 3 bữa, sáng trưa chiều. Đi đâu? Chị nó treo nhiệt tình trời. Chị đại á. Treo nhiệt tình nó sợ. Đấy, treo nhiệt tình vô. Lên gần hết luôn. 5 phút là được chị hả? Ăn gần hết máu rồi, chỉ giữ là hết thôi. À, đây nè, đây nè, đây nè, đây. Chị
chị đại cho ăn nhiệt cầm cho ấy.